Tiết xuân thiên cung kỳ con gái đào nghi cung thịnh mời Phật thanh nam đào đền chung thông số ngày ngày tiệc mở thông số thỉnh tam tòa thiên thanh công đồng này màu sáng nghi bản duyên thiên nhiên đệ nhất thiên thiên thanh vân công chúa thượng thiên ngự về phân các thôn quê phủ dày nghĩ hương thiên bản nhà lễ tài thần lối ca trả nhiệt pháp rơi mong mong chư Phật hài hội tất táo vân thủy sự kết tương vân cảnh nghị thường ngân chư Phật định đoàn thân nam mô nhang vân thái bồ tát nam mô nhang vân thái bồ tát nam mô nhang vân thái bồ tát sẽ đoàn thanh xa đề nghị địa tiên cung tinh tề vốn xưa sinh thành trong đền sắc sơn A Di Đà Phật chiêm ngàn hải ngạn lô nhiệt minh hương xả vô tử độ lượng vô ương hóa đối đắc thanh lương trí tâm tìm đường nhân chu viên thờ phương nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha tát xưa ngày thanh gia tiểu tiếp đem lòng gieo hoa A Di Đà Phật A Di Đà Phật chân kinh sớt tướng nào đạt nghe vô đắc Phật đạt hào hiện chuyển ngũ tu di nan bậc trường thanh tứ đại hải ban trung hóa Phật nam mô hưng vân tái bồ tát ma tát nam mô hưng vân tái bồ tát ma tát nam mô hưng vân tái bồ tát ma ai quang thật cờ diệu quang minh chân từ trung ngã tích tầng không xả kim phục hoàng thân Phật Phật thành thiên trung vương thanh gia hồi cung văn võ quân thần đức ông mi văn võ quân thần oanh nghiêm chắc sáng đất này xúc cho lắc đầu chặn sông. Truyền ra quan quân thủy phủ cùng là chư dinh ngô binh đáo phạm Nam Thành, đáo phạm Nam Thành, ngô binh đáo phạm Nam Thành, đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời thứ cửa đài. Dòng nhân khai quang thật cờ vợ quang minh chính từ trung hạ tịch linh tầng cung giang kim phục hoàng thân cẩn Phật thánh thiên trung vương. Sứ điệp dâng lên thiên nhiên, sứ điệp dâng lên ông về tấu đối chua phê dành dành phê cho đệ tử trường sinh. vẫn đi tao phong ơn Phật Thánh giữa đền phụng sự cô đôi thánh xa của suốt mờ trong ta của suốt tờ mờ nghìn cô nhớ của suốt Phật ta vô mang thánh xa ấm ấm nghiêng sắp dậy biển đông cùng mời câu nghe của ông nghe gian đèn thánh xa để con quan cũng kính mời nghe đợi nhất tôn quan ninh này lầm chúa ra hồi loạn đi gửi về về mở phủ khai đàn, khai quang long nham thập kỳ diệu, khai quang chú đàn duyên linh ngã tích tăng cung giàn kỳ ngọc hoàng thân cần cần tách tách chúa tiên trung vương. Là bút phi ai truyền nhang, là bút phi khai cả phiền chú tướng đã có nay hộ trì cả sai binh đội tình. Xe qua khai đàn quan đi, xe qua khai đàn gió tiên thổi nhẹ, xe thông lầu lầu quạt cho mát xa tâm. Lại nở ra rồng trứng rồng, lại nở ra rồng hàm thúc, lại nở trôi thúc rượm già bỗng bỗng nở đập ơm hoa. Tôi gáo thần lúc nước đổ đông bác công đức thì sẽ không ai vào nước này nơi ở sông. Lối ở sông Tô nước này, lối ở sông Tô nghe tắm cho đệ tử say khai thất lòng trần tâm này bốc nước để đây. Xuyên cho đồng để bình an. Tiên lộc ban tài quan người, tiếp lộc ban tài khuôn phụ đệ tử, tiên nghiết họ trồng đồ cho đệ tử người. Chưa sổ cộng đồng quan về, chưa sổ cộng đồng ghi tên chết tuổi vào trong sổ này quan về bỏ bằng phê son. Ra phép kéo cầu quan về, ra phép kéo cầu cắn cao số trọng, theo cầu mà lên độ cho đôi chữ bình an. Như lai điển khai khai thần nhẫn chú quang minh khai khẩu khẩu thông túc khai đỉnh thanh khai tâm tâm giao động khai túc lăng bộ hành cho lăng tần gia ân từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim để khai quang chương hình nhân. Chấp minh nhận đồng quan vi, chấp minh nhận đồng cháo khăn bốn phủ, vì đầu làm tôi dốc lòng không dám đơn xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Văn Trình qua mà lại phát tốc mùa này thứ nhất văn qua ta được chứng quả chấp nhận chấp vai chấp cảm thấy cái sự quần phủ bảo hộ quốc thái dân là có những cái ban kèm đồng nghiệp các đồng nghiệp pháp sư pháp ban kèm của đồng chí Trương Độ Trọng đã sự an cổ phụ cho nhà dân trong chỗ này chỗ cũng cùng khả thái bản mệnh cũng cả ra là họ sự các cái này là hoạt động đi vào thắp giữ trung tâm khai quang long long thật kỳ giới khai quang chú tự trung nghiêng đã tích tầng cũng giang kinh mộc hàm thật cẩn cẩn thánh chúa tiên trung vương văn sớ dựng lên thượng vai văn sớ dựng lên quan về công đô chép biến do giàu phong cho nhị vị trường sinh cho những vị trường sinh đi ở nhà phú quý an ninh đời đời về cho số mệnh khang trường số năm con cao bởi trời xuống con cao lập đầm đàn tứ phủ tình ngài tốt tươi ngoan về mở phủ khai đàn dây hạnh phúc nghi dũng tội trần gian cung phù đề đời bình song nhang khai quang thập cờ diệu quang minh chính tăng trung hạ tinh tăng cung giang tinh phục hoàng thân cẩn phật thánh thiên trung vương trông lên tỏa sáng sơn bạc ngát không đâu bằng con vô